lâu chưa? Mấy tiếng rồi, 2 tiếng chưa? 7 quá, cắn rứt lương tâm quá. Không lẽ giờ lên khuyến mãi người chơi Sting nhờ? Ở cái bút này nhé, ai muốn chụp hình cứ chụp hình cái bút này nhé. Cho mình xin một cái tấm game home hay cái gì đấy cũng được. Cái này anh ơi, cái này. Đây. Tấm này mới hợp lên tôi. Dẫn quả. Nó có hai lầu đó. Cái này khu này là khu thi đấu này, khu này là khu dùng giải trí cho chủ yếu này. Khu bên kia thì dành cho cái dân chơi FPS máy cao, cấu hình cao một chút, còn dân chơi LOL thì chắc là đa phần chơi trên lầu trên. Chia ra ba phòng khúc. Em đợi từ sáng 4 giờ sáng. Dạ. Ở máy đâu tới đây đấy? Dạ. Ở máy đâu tới? Em ở khuôn máy 8. Tại vì sáng em sợ trễ, cái em là 8 giờ 4 giờ sáng. I'm relying on your love and can you let me soon, so that if I'm left with nothing at the bottom, you can be the one to come and help me up. You're the one that got responding to the call. Ok. Không biết là tới anh cậu này có tới không? À, mọi người chưa khó chờ một tí nhé, hơi đông một chút. À, mọi người xếp hàng sau đó lên đó tạo tài khoản xong rồi mình sẽ đứng ở trên cái booth trên đấy. Mọi người muốn chụp hình trên đấy thì cứ thoải mái nhé. Với cả vì công trình thi công cũng hơi vội nên là nó còn có chỗ bị bụi hoặc là nó còn hơi mùi phòng mới một chút, anh em thông cảm. Chắc là một thời gian hoạt động nó sẽ ổn thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Không biết idol tới, cậu có nhận được thiệp chưa? Hôm nay chưa thấy tới. Idol mà tới là phải tiếp đón cẩn thận. Máy ổn không? Ok. Mang ghi ở nhà đi luôn hả? Em dùng quen chuột đấy. Ok. When you gone, I don't really like that. I'm gonna need you right back to me. Yeah. So if you want in the middle of it all, know that I'll be the one that will be holding on to you. Ok, cảm ơn Mai Dương, Cái này là cái gì? Cái này em cảm ơn. Ví dụ như Tùng đứng đây nè, đó chụp hình có thể chụp nha, kiểu mấy mé có ông Tùng vô được không? Chúng tôi lên mạng tôi nói đồn nữa, nó đồn ghê lắm, đó chụp mấy mé ông Tùng vô giúp em. Hai. Có ông Tùng đứng kế bên nha, nó đồn đó. Bán lo mày. Ban đầu là cái chỗ thầy ba sẽ là cái phòng chỗ này. À, cái trần nó hơi thấp một chút nhưng mà em nâng cái trần lên cao lên xong rồi để quạt, để máy thôi. Bích luôn rồi anh. Bích rồi. Nhắn thêm mấy bùa nó cùng. Mẹ ỉm đi. Ỉm cái hốc lại giùm anh đi, cái chỗ này mới phát triển được. Tút bị trong đây nè. Nó có một cái hốc trong đây nè. Đúng rồi, có cái cửa đấy. Đi từ cái cửa này đi vô đó. Giờ nó đặt ra luôn. Vâng, xin chúc mừng ngày hôm nay chúng ta đã có được một khách mời đặc biệt nhất, đó là anh ba đã quay trở về với chốn cũ ạ. Xin chào mọi người, đây là ngón tay đúng không ạ? Vâng, anh ba ngày hôm nay xin cảm ơn ạ. Dạ rồi. Thì ngày hôm nay khi mà anh ba tới là anh ba thấy là cái diện mạo mới của nơi chốn cũ của mình như thế nào? Nó hơi lạ một xíu. Hồi xưa thì nó hơi bừa bộn một xíu, bây giờ thì nó hơi sang trọng một xíu đó mọi người ơi. Nhưng mà nó có nhiều kỷ niệm đó với em không? Hết kỷ niệm rồi, giờ mất cái phòng rồi, không còn kỷ niệm nữa. Phải chiên Tùng nó em tính là để ở chỗ đấy là mấy cái máy để cho mọi người livestream, nhưng mà bởi vì cái trần nó thấp quá, không hiểu sao mọi người ngày xưa ngồi đến cái phòng đấy nó ngộp thực sự luôn á. Nó chéo cái mái xuống mà ngồi sát cái đầu luôn mà mọi người vẫn ngồi được, rất là ngộp. Đúng rồi. Đây mời thầy ba chắc là vào đây chụp hình với bạn Tùng một tấm để kỷ niệm cái chỗ thầy ba ngồi chơi game. Thầy cho anh ngồi chỗ này. Đúng rồi. Mời thầy. Góc này luôn.
cái máy này mà anh em đặt mà leo rank thì phải gọi là chính cái góc này, cái cổng chính cái góc này là hello mọi người ơi, chào mọi người. Hát bài đi chung. Thì anh ba thấy khi mà tới tất cả mọi người đang rất ủng hộ anh ba, có cảm nhận như thế nào? Bây giờ anh có cảm nhận như thế nào? Thì nói chung là lúc trước á thì mình tới đây mình live stream mình chỉ có một mình thôi, nhưng mà lần này thì mình tới đây á thì có rất là nhiều bạn từ xa tới nữa, thì mình rất cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi khai trương của mình. Ô phải bữa tùng nhà Hà thì vương cùng với lại phu nhân bữa tùng là Mai à. À, cảm ơn anh ba, thank you anh ba nhiều. À, bây giờ mời anh ba ra đây chắc là chụp hình với fan ha mọi người. Chắc là còn nhiều người chưa chụp hình với anh ba thì mọi người có thể chụp hình ở đây. Ở dưới thì buồn lắm, lên tới đây không ai buồn. Quên chưa? Không ai buồn mẹ em. Các bộ mới buồn vô đây rồi. Các bộ buồn chưa? Càng lớn mạnh, ngày càng phát triển hơn. Ngày nào cũng đông khách như hôm khai trương là quá tuyệt vời. Chúc cho Game Home Hòa Hưng luôn luôn đông khách như ngày khai trương nha. Mình xin chúc cho Game Home Hòa Hưng khai trương hồng phát, và Văn Tùng và Hà Tiểu Phu sẽ luôn luôn phát triển, phát tài. Ok. Mình xin chúc cho Huy Hà và anh Văn Tùng sẽ được khai trương hồng phát và có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nền eSports Việt Nam. Xin chúc anh Văn Tùng và Huy Hà sẽ khai trương Game Home thật là hồng phát, ngày càng phát triển, và đây sẽ là một địa điểm đặc biệt dành cho giới trẻ. Xin chào mọi người, mình là Gấm Gami. Hiện tại mình đang có mặt tại cơ sở Game Home trong Sài Gòn, và hôm nay là khai trương cơ sở trong này. Mình chúc là khai trương bên Game Home hồng phát nha, và mở thêm được thật nhiều cơ sở mới nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Nè rồi bên ơi. Thank you, my guy.